được quê tôi, bồng bềnh câu ví quê tôi. Tiếng hát ru, tiếng mẹ ru đưa ta về với Nghệ An trăm nhớ ngàn gió bờ cát trắng hàng dương xanh sáng thắm hè về miền trời quê hương ta đang linh thiêng ngàn năm ôi xứ Nghệ ngàn đời đón nương bao la đưa ta về với bao huyền thoại về nghe điệu năm câu hát dần thương càng yêu quê mình ngàn năm non nữa biên trời quê bồng bềnh câu hát quê tôi, dịu dàng câu ví em trao, tiếng hát ru, tiếng mẹ ru, sông Lam vang mãi, lời ca nhớ trong vòng tay em trao niềm hạnh phúc. Mùa xuân sang nắng bừng lên rạng rỡ nụ cười muôn đời trên quê ta
Lê Mai và Thu Hằng xin được gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới quý vị đại biểu, các vị khách quý, các nhà báo cùng toàn thể các bạn trẻ. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, màn hát múa Về Quê Hương Tôi, sáng tác Viết Thuận, biên đạo nghệ sĩ ưu tú Kiều Lê do Đoàn Ca Múa Nhạc Dân Tộc Nghệ An thể hiện đã thay cho lời chào mừng nồng nhiệt nhất của khán giả trẻ nói riêng và của tỉnh Nghệ An nói chung tới tất cả những người làm báo hình báo nói trên cả nước trong đêm giao lưu buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, xuất hiện từ thập niên đầu của thế kỷ trước, đến nay truyền hình đã trở nên vô cùng quen thuộc với tất cả chúng ta. Truyền hình đã khẳng định được sức mạnh của con người trong việc chinh phục những khoảng cách. Thưa quý vị và các bạn, với những người trẻ thì truyền hình cũng đã trở thành một phần không thể thiếu. Vậy những người làm truyền hình đã làm những gì để chinh phục các bạn, mong muốn của các bạn ra sao? Và trong buổi giao lưu ngày hôm nay của những người làm truyền hình khắp trong cả nước với hàng trăm các bạn sinh viên trường học Vinh, chúng ta sẽ dần hé lộ ra điều đó. Trước tiên cho phép Thu Hằng và Lê Mai xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu, các vị khách quý có mặt trong chương trình của chúng ta. Xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Duy Ngoãn, Giám đốc Tổng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, trưởng ban tổ chức Liên hoan Truyền hình Toàn quốc lần thứ 32. Xin được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Đình Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh. Đến tham dự với chương trình ngày hôm nay cùng với chúng ta còn có, xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Trần Hồng Cẩm. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ Xuân Bắc. Xin trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Hồng Tuyến. Đến tham gia với đêm giao lưu ngày hôm nay cùng với chúng ta còn có lãnh đạo các ban ngành, lãnh đạo các đài phát thanh truyền hình trong cả nước, các nhà báo. Và đặc biệt xin được chào đón tất cả các bạn học sinh đến từ trường Đại học Vinh. Giao lưu khán giả trẻ với những người làm truyền hình hôm nay, điều đặc biệt là các bạn đang có mặt tại buổi truyền hình trực tiếp có thể gửi câu hỏi giao lưu tới các khách mời, họ là những người làm báo nổi tiếng và rất quen thuộc với tất cả chúng ta. Và chúng tôi cũng mong muốn rằng các bạn hãy sẵn sàng để chia sẻ những suy nghĩ của tất cả các bạn với những vị khách giao lưu đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Vâng, và một chút xíu nữa thôi, chúng ta sẽ lắng nghe những câu chuyện, những chia sẻ, những niềm vui và khó khăn của những người trong nghề. Thế nhưng, Thu Hằng có muốn biết là các bạn trẻ họ nghĩ gì về những người làm báo và nghề truyền hình không? Chắc chắn là như vậy rồi, và Thu Hằng cũng đang rất tò mò muốn chị Lê Mai chia sẻ điều đó đấy ạ. Vậy thì trước khi đến với những câu hỏi từ các bạn thì mời Thu Hằng cũng như các quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngắn sau đây. Chào em hiểu thì truyền hình là những cái gì mà chúng ta thấy được ở trên qua màn ảnh nhỏ và những cái gì mà chúng ta không thấy được qua màn ảnh nhỏ. Là những người luôn phải gánh đến mình những chiếc máy quay. Những người cống hiến cho khán giả những phút giây thật sự thoải mái. Là những người hy sinh thầm lặng. Đặc sắc nhất trong các ngành nghề làm báo. Là những người đem những gam màu của cuộc sống đến với tất cả khán giả xem truyền hình. Những người làm thời sự thì họ phải thức dậy từ lúc 3-4 giờ sáng để có thể làm được như vậy thì họ phải hy sinh rất nhiều. Những cái người biên tập viên thì họ thường là thầm lặng, lặng lẽ. Em may mắn có một người bạn học và được làm việc trong môi trường truyền hình. Và bạn em là một người làm ở khâu hậu kỳ thì công việc tương đối vất vả bởi vì nó là những cái gì quay ở thực tế đến khi lên sóng lại là một qua những nhiều rất là nhiều khâu để ra được một cái tác phẩm truyền hình hoàn chỉnh. Kính thưa quý vị và các bạn, năng động, bản lĩnh và đam mê, thêm nhiều điều để chúng ta có thể nói về những người làm truyền hình. Tuy nhiên, con đường đến với truyền hình, mỗi người lại có một câu chuyện khác nhau. Và trong buổi giao lưu ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn, nhà báo Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam. Và chúng tôi cũng rất vui mừng xin được trân trọng giới thiệu nhà báo trẻ Lê Kiên Giang đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Xin cảm ơn hai nhà báo đã nhận lời tham gia cùng với chương trình ngày hôm nay.
Và không biết rằng các bạn khán giả trẻ của trường Đại học Vinh thân mến, các bạn đã sẵn sàng để lắng nghe những chia sẻ của các vị khách mời của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay chưa ạ? Vâng, câu hỏi đầu tiên Thu Hằng rất muốn chia sẻ với nhà báo Phạm Việt Tiến. Thưa nhà báo có thể chia sẻ với tất cả các bạn khán giả trẻ là trong suốt những năm làm truyền hình thì kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là gì ạ? Có lẽ có một cái kỷ niệm mà tôi nghĩ là nó nhỏ thôi, nhưng mà nó cũng là một cái nguồn động viên rất lớn đối với tôi trong cái sự nghiệp làm báo của mình. Chắc là khán giả và các bạn sinh viên ở đây nếu như mà còn nhớ thì tôi hy vọng là như vậy. Thì cũng cách đây khá lâu rồi. Hồi đó thì mọi người vẫn xem truyền hình và mỗi tối thứ bảy thì chắc là vẫn nhớ một cái gương mặt quen thuộc. Cũng họ vẫn thường chào tôi bằng cái câu rất là thân thiết là chào anh Tiến, anh Quang, đúng không ạ? Thì cái hồi đó thì chương trình của tôi may mắn cũng được mọi người yêu mến và có nhớ tới. Thì một cái điều nhỏ nhỏ tôi bất ngờ là một hôm lâu lắm tôi mới được ở nhà thứ bảy để tôi làm việc vì không phải đi công tác. Thì tôi đang ngồi thì tự nhiên cháu con gái tôi, hồi đó cháu mới được khoảng 6-7 tuổi gì đấy, cháu đang chơi với các bạn và cháu chạy ào vào trong nhà và cháu bảo bố, cái gì con, bố bật anh Tiến lên cho con xem. Thì cái điều đó là cái điều mà tôi thấy nó nho nhỏ thôi nhưng mà nó động viên tôi rất lớn, bởi vì là người thân của tôi, con tôi cũng bỏ qua một cái khoảng cách không nhỏ để có thể đến với một cái chương trình mà hết sức tự nhiên giống như rất nhiều khán giả. Đó là một cái sự kiểm định rất lớn và một nguồn động viên rất lớn cho tôi trong những cái ngày đó. Vâng, mỗi người làm báo thì mỗi ngày, mỗi năm thì đều đầy ắp cho mình thêm rất là nhiều kỷ niệm rất đáng nhớ, đúng không ạ? Một lần nữa xin chân thành cảm ơn chia sẻ của anh. Và lúc này đây thì Thu Hằng cũng đã nhận được rất là khá nhiều câu hỏi của các bạn khán giả trẻ muốn đặt câu hỏi cho nhà báo Phạm Việt Tiến ạ. Vâng, và ngay bây giờ thì xin mời bạn Hoàng Văn Nam, câu hỏi của bạn Hoàng Văn Nam ạ. Kính chào nhà báo Phạm Việt Tiến ạ. Đến với chương trình giao lưu khán giả trẻ với những người làm truyền hình hôm nay thì em có một câu hỏi dành cho nhà báo ạ. Là em và một số bạn rất muốn được trở thành nhà báo trong tương lai, nhưng mà chúng em phải bắt đầu từ đâu ạ và lập ra kế hoạch như thế nào ạ? Xin nhà báo cho em ý kiến. Bạn đã trả lời được một nửa câu hỏi của mình rồi đấy. Bạn đã xác định là cái nghề này là nghề hot nhưng mà nó rất là gian khổ và rất là khó. Thì đấy chính đã là một nửa câu hỏi của được bạn, chính bạn trả lời rồi. Vất vả thì chúng tôi xác định là vất vả, cùng với tất cả các cái nghề nghiệp khác ở trong cuộc sống đều vất vả. Những cái vất vả của chúng tôi nó có cái điều có lẽ là nó đặc biệt hơn một chút, bởi vì chúng tôi gánh trên vai một cái trách nhiệm rất là lớn. Bởi vì cái vất vả của chúng tôi thì không thấm vào đâu so với nhiều các cái ngành nghề khác, nhưng nó có một cái trách nhiệm rất lớn, tức là cái công việc của mình là một cái cầu nối hết sức quan trọng đối với xã hội. Và xã hội tiếp nhận tất cả mọi sự muôn màu của cuộc sống, của xã hội phát triển, nhưng thông qua chúng tôi. Vì vậy cho nên là nó là một cái nghề vừa là vinh dự nhưng vừa cũng là trách nhiệm rất lớn và thử thách rất lớn. Nhưng nếu đạt được nó thì các bạn cũng sẽ làm thỏa mãn ước mơ của mình và cống hiến được nhiều hơn đối với xã hội. Đó là một cái điều mà tôi muốn nói với các bạn rằng nếu các bạn đã có suy nghĩ, đã thích nghề làm báo nói chung, các bạn hãy mạnh dạn dấn thân ngay từ bây giờ bằng những suy nghĩ thôi cũng đã là hết sức quan trọng rồi. Các bạn có một cái chút ở trong đầu là mình đã yêu, thế các bạn đã có một chút rồi, và những cái đó nó sẽ là động lực của các bạn để các bạn có thể đi tiếp với con đường của mình. Xin được cảm ơn nhà báo Phạm Việt Tiến và hy vọng rằng những cái chia sẻ vừa rồi đến từ nhà báo Phạm Việt Tiến sẽ là hành trang tốt nhất để các bạn có thể thực hiện được ước mơ trở thành nhà báo của mình. Và ngay sau đây thì mời các nhà báo cùng các bạn theo dõi một đoạn phóng sự ngắn sau đây. Từ đô thị đến đồng bằng, từ miền biển xa xôi nơi có bóng hình Tổ quốc đến vùng núi cao, luôn có dấu chân của những phóng viên. Để muôn mặt cuộc sống được hiện lên chân thực, rõ nét, sôi động, hối hả, và cả những thời khắc không ai muốn ghi lại,
những khuôn hình hòa cùng với nỗi lo lắng mất mát của người dân. Cũng bởi thế, có khi phải đánh đổi bằng cả sự nguy hiểm. Thế nhưng sau đó, nụ cười xóa nhòa đi tất cả. Bởi tình yêu cho lòng đam mê đã vượt lên. Cứ đi, cứ sốc cho mình trọn vẹn tình yêu với cuộc sống, với từng khuôn hình. Một câu hỏi dành cho nhà báo ở vùng đất tận cùng của đất nước, nhà báo trẻ Kiên Giang đến từ Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Trong quá trình tác nghiệp thì đặc biệt là ở những cái địa bàn khó khăn thì anh đã bao giờ gặp những sự cố bất ngờ và giải quyết những sự cố đó như thế nào? Nói sự cố thì đối với mình thì cũng dường như chưa đến mức sự cố, nhưng mà trục trặc nhỏ trong nghề nghiệp thì nó cũng có nhiều. Bởi vì mình đi tác nghiệp nhiều nơi thì tất nhiên là công việc diễn ra hàng ngày thì nó sẽ dễ dàng gặp những cái trục trặc đó. Mình nhớ cái lần mà cảm thấy là kỷ niệm sâu sắc mà cũng là cái bài học trong nghề nghiệp ấy, là ở cái địa bàn Cà Mau thì vùng đất là cơ sở hạ tầng còn rất là thấp kém, cho nên là đi mỗi lần mà lãnh đạo đoàn đi công tác gì đó thì là phải đi từ 4 giờ sáng để đi xuống các huyện vùng sâu. Thì mình cũng được cử đi đó. Thì cái lúc mình mới vào nghề thì lần đầu tiên mình được đi với lãnh đạo của tỉnh, rồi được phân công đi nhiệm vụ quan trọng vậy thì rất là mừng. Cho nên là thao thức, cứ là thức tới cái khoảng chừng 23 giờ đêm rồi vẫn không ngủ được. Rồi tới 3-4 giờ sáng thì lúc đó mình chợp mắt ngủ thiếp đi, mặc dù mình có là chỉnh đồng hồ để mà báo thức. Nhưng mà cuối cùng rồi là ngủ thiếp đi, thì khi mà đến nơi á, thì đoàn đã vừa đi là mình kêu không kịp. Đó, thì mình tìm xe ôm để mà theo đoàn, thì tới nơi thì nó vẫn còn kịp. Nhưng mà cái điều đó thì về lãnh đạo phòng thì cũng có nhắc nhở rồi phê bình, nhưng mà cũng động viên mình là có tinh thần để theo kịp chương trình như vậy. Thì đó cũng là một trong những cái trục trặc mà mình gặp. Vâng, khó khăn hay là những cái sự cố trong quá trình tác nghiệp thì đó là điều không thể tránh khỏi, đúng không ạ? Nhưng mà quan trọng là chúng ta luôn vững niềm tin và luôn có niềm đam mê, thì đó cũng chính là một trong những cái động lực để giúp chúng ta có thể đến với cái nghiệp làm báo của mình, đúng không anh? Và Thu Hằng có thể thấy được rằng là ngoài những cái điều đó thì đôi khi những người làm truyền hình của chúng ta thì cũng phải đánh đổi khá nhiều thứ, đơn giản như là bữa cơm gia đình hay là hàng chục năm không được đón giao thừa ở nhà. Và ngay lúc này đây thì cũng có một câu hỏi khá thú vị của các bạn sinh viên muốn dành cho nhà báo Phạm Việt Tiến ạ. Thưa nhà báo, thì cái khó khăn nhất của người làm báo chí nói chung và truyền hình nói riêng có phải là sự cám dỗ về vật chất và sự hèn nhát trong cây bút hay không ạ? Và một cái điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh là một nhà báo, một người làm báo muốn vượt qua nguy hiểm trong muôn vàn nguy hiểm để đến được với những cái tác phẩm hay, những cái bài viết có chất lượng được thu hút của khán giả, thì vượt qua nhiều thứ, trong đó có cả sự cám dỗ như các bạn vừa nói, rồi là khó khăn vất vả vân vân. Nhưng họ phải vượt qua chính bản thân họ, họ phải rèn luyện. Họ không rèn luyện bản thân thì có lẽ là nó sẽ mất đi nhiều thứ. Họ không rèn luyện bản thân, họ không thể dấn thân vào trong những cái khó khăn đấy. Họ không thể nào mà làm một người làm báo mà có tính phát hiện cao, lặn lội, tìm tòi trong cuộc sống, phát hiện chỗ này, phát hiện chỗ kia, vân vân và vân vân. Tức là vượt qua được cái sức ỳ của bản thân mình. Nếu không vượt qua được cái đó thì các bạn không làm được một bất cứ một điều gì cả. Có nhiều thứ cám dỗ, có nhiều thứ có thể là một cái sự nguy hiểm đối với các nhà báo. Nhưng nguy hiểm chính nhất đấy vẫn là chính là vượt qua được cái sức ỳ của bản thân mình để có thể là có được những kỹ năng tốt nhất trong nghề làm báo. Vâng ạ.
Và điều đó đối với một nhà báo trẻ thì như thế nào ạ, thưa anh Kiên Giang? Mình nghĩ là đã chọn cái nghề làm báo thì mình phải nên có một cái ý là dấn thân, mà mình nghĩ khi mình đã xác định là vậy. Riêng mình nghĩ thì cái vật chất, đúng là xã hội ngày nay thì vật chất nó có nhiều cái nó cám dỗ con người. Nhưng mà mình được đào tạo trong cái nghề nghiệp nhà báo, mình càng dấn thân, càng đi vào những cái nơi thực tế, thấy những cảnh mà người dân còn nghèo còn khổ, mình sẽ xác nhận được cho mình một cái việc mà mình cần làm, đó là để là mình cống hiến nhiều hơn. Mình nghĩ là nếu mà sau lưng mình tiếp tục có những cái chỗ dựa vững chắc như là chỗ chú Tiến đây, chỗ cũng như các vị lãnh đạo rồi cũng như khán giả càng ngày càng ủng hộ thì đó là cái chỗ dựa vững chắc để mà mình tiến lên phía trước. Vâng, nếu như mình có một chỗ dựa vững chắc và biết vượt qua bản thân mình thì chắc chắn rằng mình sẽ luôn sống được với công việc cũng như là niềm đam mê của mình, đúng không ạ? Và ngay lúc này đây thì cũng có một câu hỏi xin được dành cho nhà báo Phạm Việt Tiến của các bạn sinh viên, và xin mời câu hỏi của bạn Dương Thục Trinh ạ. Dạ. Đến với chương trình hôm nay thì em có một câu hỏi nhỏ gửi đến nhà báo ạ. Và em biết rằng nghề báo là một nghề rất khó khăn, vất vả, và để được tới thành công thì tất cả các anh, các chị, cô, chú đã phải trải qua rất nhiều thử thách, chông gai bằng bầu nhiệt huyết cũng như tài năng của mình. Nhưng em cũng nhớ rằng em đã từng đọc một bài báo, và tác giả của bài báo đó nói rằng là nghề báo đã cho tôi một khối tài sản khổng lồ. Vậy nhà báo có thể chia sẻ với các bạn trẻ ngồi đây thứ tài sản khổng lồ đấy của nhà báo là gì được không ạ? Vâng, một câu hỏi cũng rất là thú vị. Cái tài sản khổng lồ của nhà báo ấy chính là kiến thức. Cái kiến thức ấy nó nằm ở trong tất cả mọi ngành nghề, trong tất cả mọi ngóc ngách của cuộc sống. Là một nhà báo, tôi không nói là một nhà báo lớn, mà chỉ cần là một nhà báo mà có một cái tâm huyết đối với nghề làm báo thì đã phải có một cái lượng kiến thức khổng lồ. Mà muốn có được cái điều đó thì chỉ bằng cách là các bạn phải học, phải đọc, phải viết, phải tự rèn luyện mình. Vâng, tài sản lớn nhất của nhà báo Phạm Việt Tiến là kiến thức, và Thu Hằng cũng tin chắc rằng đó cũng chính là một cái tài sản mà các bạn trẻ của chúng ta lúc này đây đang ngồi trong giảng đường của đại học đang rất là cần thiết, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phạm Việt Tiến, cũng như cảm ơn nhà báo Kiên Giang đã có những cái lời tâm sự cũng như những chia sẻ rất là thú vị dành cho các bạn sinh viên của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Và thay mặt ban tổ chức chương trình thì chúng tôi cũng có những bó hoa tươi thắm muốn dành tặng cho hai nhà báo, và kính chúc các nhà báo sức khỏe, và chúng tôi cũng mong rằng trong thời gian tới thì sẽ nhận được nhiều hơn nữa từ các nhà báo những tác phẩm hay dành cho công chúng ạ. Một lần nữa xin thành cảm ơn ạ. Ngoài những cái chương trình được phát trên kênh sóng thì chúng ta không thể phủ nhận được rằng chúng ta đã có những kênh sóng chỉ dành riêng cho các bạn trẻ. Điều đó chứng tỏ là truyền hình đã tiếp cận được gần hơn tới các bạn trẻ, đúng không? Vâng, tất nhiên là như vậy rồi. Tuy nhiên, để có thể kết nối dễ dàng hơn với các bạn thì hãy cho chúng tôi biết truyền hình của các bạn là gì và các bạn mong đợi gì từ những tác phẩm của truyền hình. Chương trình hiện nay em thích nhất trên truyền hình là chương trình đối thoại trẻ trên VTV6. Em rất tâm đắc nhất với cái chương trình I Like Châu Phủ ạ, do anh Lai Văn Sâm dẫn chương trình ạ. Thích chương trình FV ạ. Đó là chương trình Rung Chuông Vàng. Sức Sống Mới được phát sóng vào 18 giờ Chủ nhật hàng tuần ạ. Qua đấy thì em cũng sẽ có được những cái bí quyết để có thể làm đẹp cho mình cũng như là để có thể sống tốt và sống khỏe ạ. Chương trình Vượt Lên Chính Mình ạ. Đó là một chương trình không chỉ là mang lại nhiều niềm vui cho những gia đình nghèo mà đồng thời còn thể hiện sự yêu thương. Ấn tượng nhất là chương trình Trái Tim Cho Em ạ. Chương trình Lục Lạc Quang. Đặc biệt thì em quan tâm nhất đó là chương trình Bản Tin Thời Sự trong các thời gian bố trí trong các ngày. Mình ôn thi nhưng lúc nào mình cũng dành một khoảng thời gian 30 đến 45 phút để xem xong chương trình thời sự ạ. Chương trình Theo Dòng Lịch Sử phát sóng trên kênh VTV2. Chính chương trình này đã làm đột nóng cho giới trẻ, làm cho giới trẻ thích yêu thú thêm phần lịch sử. Chương trình
Quà Tặng Cuộc Sống. Nó là một đoạn phim hoạt hình rất ngắn thôi, nhưng mà nó chứa đựng trong đấy rất là nhiều nội dung hay. Nó đơn giản mà theo em thì là mọi tầng lớp lứa tuổi đều có thể xem chương trình này. Quý vị và các bạn, như vậy là ngoài một phần là các chương trình với tin tức cập nhật thì một mảng thu hút được rất nhiều các bạn trẻ đó là giải trí, các chương trình truyền hình thực tế. Và chúng ta tiếp tục trao đổi với những người làm nên những chương trình dành cho chúng ta, các bạn trẻ. Vâng, và trên sân khấu của chúng ta lúc này đây xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, giám đốc nhà hát kịch Hà Nội, trưởng ban giám khảo trong chương trình sân khấu trong liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 tại tỉnh Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Phạm Hồng Tuyến, phó trưởng phòng thiếu nhi Ban Thanh thiếu niên VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Và xin được trân trọng giới thiệu diễn viên Xuân Bắc, trong liên hoan truyền hình toàn quốc năm nay anh là trưởng ban giám khảo chương trình dành cho thiếu nhi. Và một lần nữa xin được cảm ơn các quý vị khách mời đã nhận lời tham gia với đêm giao lưu ngày hôm nay. Và một câu hỏi đầu tiên dành cho nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng ạ. Ngoài các show game, các chương trình giải trí khác thì giới trẻ hiện nay đã chưa chú ý nhiều đến sân khấu, cụ thể là sân khấu truyền hình. Mặc dù rất nhiều các vở kịch hay được phát sóng như là vở Cắt Bụi, Tháp Đoạn Hồn hay Huyết Lệnh, anh nghĩ gì về điều này? Rõ ràng là gần đây cái sân khấu, cả ở sân khấu của chúng tôi, sân khấu biểu diễn cũng như sân khấu trên truyền hình có thưa vắng khán giả hơn. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi cũng rất băn khoăn, và tôi với anh Xuân Bắc là chúng tôi cũng rất là loay hoay làm thế nào để kéo khán giả đến với cái sân khấu của chúng tôi, đến với cái sân khấu biểu diễn rồi sân khấu ở trên truyền hình nhiều hơn. Thì thực sự nó cũng có rất nhiều, bởi vì những cái game show giải trí rồi phim và rất nhiều chương trình cái thông tin giải trí khác nó cũng làm cho mọi người phân tán cái sự tập trung của mọi người vào sân khấu chúng tôi. Mặc dù những người làm sân khấu cũng đã hết sức cố gắng. Và cũng nhân đây tôi cũng nói với các bạn một chút, tức là trong cái liên hoan truyền hình vừa rồi thì cái lực lượng làm sân khấu truyền hình trong cả nước rất rất nhiều tác phẩm hay, và các bạn cứ chờ đón đi, trong dịp Tết này thôi chắc chắn là các bạn được xem rất nhiều cái vở kịch, cái vở cải lương cực hay, tôi nói luôn là cực hay. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, và Thu Hằng cũng như tất cả các bạn khán giả trẻ cũng đang rất là nóng lòng muốn được theo dõi những cái tác phẩm cực hay của anh ạ. Vâng, và câu hỏi tiếp theo là xin được dành cho chị Hồng Tuyến ạ. Ngoài các chương trình văn hóa truyền thống thì giới trẻ có một gu thẩm mỹ và giải trí riêng. Vậy thưa chị Hồng Tuyến, khi thực hiện một chương trình dành cho giới trẻ thì tiêu chí hàng đầu của chị là gì ạ? Xin chào tất cả các quý khán giả và các bạn sinh viên của Đại học Vinh. Các cái chương trình truyền hình mà bây giờ dành cho giới trẻ thì các bạn ý thực sự là cũng quan tâm rất nhiều vấn đề. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì hiện nay xu hướng thì những cái gì dành cho giới trẻ thì nó đều có cái mặt giáo dục giải trí hoặc là giải trí giáo dục. Hai cái mặt đấy thì nó không thể nào nó tách rời nhau được. Không thể nào là mặt giáo chỉ có giáo dục không, mà nó phải có tính giải trí, và ở giải trí thì có tính giáo dục. Và ở kênh VTV6 của chúng tôi thì cũng có những cái chương trình, hiện nay có những chương trình rất là mạnh là về truyền hình thực tế. Thực ra là những cái chương trình đấy thì đối tượng chính là các bạn tuổi sinh viên của các bạn ở sinh viên Đại học Vinh ngày nay. Và các bạn được tham gia vào những chương trình thực tế đấy thì các bạn được trải nghiệm những cái cuộc sống. Thế và từ đấy các bạn rút ra những cái điều cho mình. Và tôi nghĩ thì những cái gì ấy mà thật nhất ở trong cuộc sống mà là các bạn cũng đang đón chờ. Vâng ạ, xin được cảm ơn chị Hồng Tuyến với những chia sẻ vừa rồi. Và xin dành một câu hỏi cho anh Xuân Bắc ạ. Những tiêu chí đặt ra để có sự thu hút đối với các bạn trẻ, tuy nhiên một điều không thể phủ nhận đó là sức hút của sự dí dỏm, thông minh của gương mặt được yêu thích trên truyền hình. Vậy thưa anh, là một diễn viên được yêu mến và đã có chỗ đứng riêng, sau đó anh lại gắn tên mình với các chương trình trẻ và đặc biệt là chương trình thiếu nhi nữa, vậy anh đã gây dựng cái duyên với truyền hình, với sự yêu mến của khán giả như thế nào? Lời đầu tiên cho tôi xin gửi lời chào tới những quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình, đặc biệt là các bạn sinh viên tại trường Đại học Vinh. Đây không phải là lần đầu tiên tôi được giao lưu ở trường các bạn. Đây là lần thứ ba. Lần đầu tiên tôi giao lưu với các bạn ở trường Đại học Vinh đó là khi tôi làm bộ phim 10 cô gái ngã ba Đồng Lộc. Lần thứ hai là liên hoan phim lần thứ 13. Và lần thứ ba là liên hoan truyền hình lần thứ 32. Và bao giờ cũng thế, khi ở trên sân khấu thì
tất cả những người làm truyền hình và làm phim luôn nhận được những tràng vỗ tay rất lớn từ việc quý vị và đặc biệt là các bạn sinh viên. Hôm nay tôi chưa thấy một tràng vỗ tay nào nhiệt tình nhất. Đúng chất máu lửa, đúng chất trẻ, đúng chất sinh viên. Một tràng vỗ tay nữa. Tôi phải nói thật là đây không phải là lần đầu tiên đến Vinh. Và tôi đến nhiều rồi và tôi yêu đất Vinh. Tôi yêu những con người ở Vinh. Tôi hiểu về Vinh rất nhiều. Xin phép thay hàng một chút nhé. Anh Xuân Bắc, anh được các bạn rất là quý. Các bạn rất là quý mến. Bởi vì anh rất là khéo. Khéo anh? Anh rất là khéo. Tôi thì tôi ở gần anh ấy, thế cho nên tôi hiểu. Và tôi xin phép bóc mẹ anh một chút. Anh nói là anh ấy rất hiểu về thành phố Vinh, về Nghệ An. Và bây giờ thì mời anh nói anh hiểu gì về Vinh, anh hiểu gì về Nghệ An. Nên anh nghĩ là một câu hỏi khá là hóc búa. Đúng là hóc búa thật. Mà búa này lại là búa đinh cơ. Anh có cần sự hỗ trợ không ạ? Sao không? Anh có 3 sự lựa chọn. Gọi điện cho người thân, sự trợ giúp của các bạn khán giả và sự trợ giúp của hai MC xinh sáng trong buổi tối ngày hôm nay. Em bỏ cái mic ra đây anh bảo. Tay em hoàn toàn trước mặt quý vị và các bạn. Em có thể đặt tay vào tim anh. Đặt vào. Em cứ đặt hẳn hoi vào. Anh có gia đình rồi. Ừ. Đấy, em thấy không? Thấy là nhịp đập của anh Xuân Bắc rất là nhanh, rất là rộn ràng. Tuy nhiên thì Lê Mai nghĩ rằng không phải là do cái không khí, mà chắc là ngồi bên cạnh Lê Mai và ở đây thì có rất là nhiều bạn nữ xứ Nghệ rất là đẹp, rất là duyên dáng. Anh đang trì hoãn trả lời đấy. Không, tôi không trì hoãn. Vâng, và ngay bây giờ xin mời câu trả lời của anh ạ. Thành phố Vinh. Tôi nói là tôi yêu thành phố Vinh, tôi yêu những con người ở Vinh và thành phố Vinh. Ở 18,23 độ Vĩ Bắc và 105,54 độ Kinh Đông. Mọi người kiểm tra. Trên diện tích là 105,96 km2 và dân số đo vào năm 2010 là 453,208 nghìn người. Tôi tiết lộ một chút là cái thông tin này là anh vừa hỏi tôi. Anh hỏi thêm. Bây giờ tiếp theo này. Mã vùng điện thoại là 38, biển số xe là 37, 25 phường xã chuẩn bị tách thành 27. Vâng, như vậy là còn nữa, anh còn biết nhiều. Ngôn ngữ xưng hô chủ yếu là mochi răng rứa. Cái gì mà quá thì gọi là gớm, ví dụ em xinh quá thì em xinh gớm. Vâng ạ, như vậy là chỉ một vài điều như vậy là chúng ta đã thấy được là anh Xuân Bắc không những là hiểu sơ qua mà hiểu rất rõ về mảnh đất Vinh và đặc biệt là mảnh đất xứ Nghệ ạ. Vâng, và bây giờ xin mời anh quay trở lại câu hỏi chính ạ. Vâng. Tôi vẫn nhớ câu hỏi, em cảm ơn anh. Vâng, anh Hoàng Dũng thân mến, anh có điều gì muốn bắt bẻ anh Xuân Bắc nữa không ạ? Để hay là để anh... Thà. Vâng. Tôi xin trả lời, thực ra là cũng quên câu hỏi rồi. nhưng mà tôi vẫn trả lời theo cái ý mà tôi nhớ. Thứ nhất là tôi có được vị trí, có được những vai diễn và có được sự ưu ái của mọi người là và có được vị trí cũng như là sự tin tưởng của những người làm chương trình. Thì ngoài cái sự cố gắng nỗ lực của bản thân thì tôi phải nói thật là tôi nhận được sự ưu ái của chính những các anh các chị làm chương trình, các anh các chị ở các đài. Đặc biệt là sự ưu ái của tất cả khán giả ở mọi miền của Tổ quốc. Tôi có thể phân tích rõ hơn. Sự ưu ái của các anh các chị làm ở các đài, ví dụ ở đây có anh Tiến, ở đây có chị Tuyến. Thì mọi người thỉnh thoảng gặp Xuân Bắc bảo Xuân Bắc nói hay thế, chỗ đấy hay thế, duyên thế. Nhưng kỳ thực những chỗ không duyên là các anh các chị cắt đi rồi. Đấy, không phát sóng. Đúng không anh Tiến? Chứ nếu mà chỗ mà em nói chẳng may vấp lên nói nhịu hay nói cái gì đó hớ hênh mà cứ để lên phát sóng thì đương nhiên là tôi sẽ không nhận được sự ưu ái. Đồng thời là
Tôi cũng đã kiểm tra rồi, chủ yếu là kiểm tra qua người nhà thôi. Qua người nhà thôi, và tôi nói với bố mẹ, anh chị em, vợ con là gì, cứ thật vô tư, hãy nhận xét con, nhận xét anh như là một người không phải trong gia đình. Đó là vì sao mọi người lại tin tưởng và yêu mến Xuân Bắc. Thì hầu hết mọi người bởi vì trông cái mặt đáng tin. Câu trả lời xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời hết sức dí dỏm của anh Xuân Bắc. Thưa quý vị, thưa các bạn cũng như các nhà báo, có một thực tế hiện nay đó là không ít phóng viên, biên tập viên đến với nghề báo, nghề truyền hình nhưng lại tốt nghiệp sư phạm, ngoại thương kinh tế. Như vậy thì có thể thấy được rằng là cánh cửa báo chí truyền hình luôn rộng mở với những ai thực sự muốn lựa chọn, và dĩ nhiên còn là cái duyên với nghề nữa, đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì Thu Hằng cũng như Lê Mai và tất cả các bạn khán giả đang muốn đề cập đến một vấn đề tiếp theo, đó chính là nghề dẫn chương trình ạ. Vâng ạ, tuy nhiên thì có khá nhiều bạn rất tự tin, nhưng mà khi đứng trước ống kính thì lại rất là lúng túng. Đó là chính là áp lực của những người đứng trước ống kính cũng như là đứng sau ống kính ạ. Vậy anh Xuân Bắc thân mến, lần đầu tiên đứng trước máy quay thì anh có rơi vào tình huống như vậy không ạ? Thưa quý vị, từ nãy em nói dài, em nhường chị Tuyến. Em nói dài quá rồi. Chị cũng đã từng diễn chương trình, chị đã sản xuất chương trình. Nếu chị Tuyến không, em mời anh Dũng ạ. Vẫn em. Lê Mai nghĩ rằng là khán giả đang rất muốn nghe câu trả lời từ anh Xuân Bắc ạ. Tôi xin thưa với quý vị và các bạn như thế này. Tôi học được của một người mà rất nổi tiếng ở Mỹ, được mệnh danh là ông vua truyền thông và vua dẫn chương trình, đó là ông Larry King. Ông ấy nói rằng là có hai điều mà chúng ta cảm thấy ngượng hoặc cảm thấy ngại khi đứng trước đông người hoặc là đứng trước ống kính. Đầu tiên là chúng ta không có gì để chúng ta nói, cho nên chúng ta không dám nói. Điều thứ hai là chúng ta sợ những điều chúng ta nói nó bị sai, cho nên chúng ta không dám nói. Vậy thì cái mà bạn vừa hỏi thì tôi có thể tựu chung lại, tôi xin dẫn lời tiếp tục, đó là nếu các bạn thực sự có cái để các bạn nói, tức là các bạn có khả năng, các bạn có kiến thức, các bạn lại có khả năng truyền tải từ suy nghĩ sang ngôn ngữ, đấy là khả năng, là có cái để nói ra, thì các bạn đừng sợ gì cái điều mình nói là sai. Khi các bạn kiểm soát được hai cái đó thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin nói trước ống kính. Ví dụ, điều tôi đang nói đây có thể không đúng với một vài người, nhưng tôi tin đó là đúng và tôi nói. Chính vì tôi nói xong rồi, mọi người vỗ tay. Đấy, thế là vỗ tay. Đấy, thấy không? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Đấy là sự chia sẻ rất chân thành của Xuân Bắc. Thực sự là như vậy, lần đầu tiên đứng trước ống kính là điều mà tôi bắt đầu mơ đến tương lai. Năm 2004 khi tôi bắt đầu vào trường đại học sân khấu điện ảnh, lần đầu tiên được đứng trước ống kính không phải làm MC mà làm phim anh ạ. Làm phim thì vào trường lựa chọn rất nhiều, rồi tôi đóng phim cùng với anh Trần Lực và chị Triều Xuân. Tôi với cả bạn Hạnh cùng lớp đi quay xin phép thầy 3 ngày để quay ở Bắc Ninh. Sau đó về chiếu phim, nói với bố mẹ là chuẩn bị có phim của con. Mẹ bảo mẹ lên xem ngay. Mẹ ơi con đây này, bập đâu, qua rồi ạ. Đúng 2 giây thôi. Nhưng khi đứng trước ống kính máy quay, lúc bấy giờ tôi bảo đây chính là cơ hội dành cho tôi để tôi bắt đầu không chỉ có 2 giây mà có 20 giây, có 2 tiếng, thậm chí là có nhiều hơn những chương trình. Chính vì vậy, các bạn hãy nuôi hy vọng, hãy tự tin, hãy phấn đấu, hãy cố gắng lên, tương lai đang ở phía trước. Xin cảm ơn. Vâng ạ, xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là dí dỏm và thú vị của anh Xuân Bắc. Những cái câu chuyện về nghề dẫn chương trình thì rất là nhiều. Hiện tại thì có khá nhiều câu hỏi đến từ các bạn sinh viên. Và Lê Mai xin được mời bạn Cẩm Giang sẽ có một câu hỏi dành cho một trong số các quý vị khách mời hôm nay. Xin mời bạn Cẩm Giang ạ. Cháu xin chào chú Xuân Bắc ạ. Cháu thì đã rất yêu thích chú từ rất lâu đấy ạ. Hôm nay được tôi xin lỗi, trong cuộc giao lưu này không dành cho các cháu. Xinh gớm. Mời bạn. Tôi đùa ấy. Chào thưa chú, là hôm nay được gặp chú trong chương trình giao lưu với khán giả giao lưu khán giả trẻ với những người làm truyền hình thì cháu rất vui và vinh dự ạ. Và cháu xin được phép hỏi chú một câu hỏi như sau ạ. Đó là hiện nay có nhiều người là diễn viên ạ, ca sĩ, người mẫu
những họ cũng đó đang làm MC ạ, mà đó chưa chắc đã, đó không hẳn là sở trường của họ. Vậy chú nghĩ gì về điều này ạ? Dạ. Anh nghe được. Anh yêu con người Vinh, anh yêu thành phố Vinh, anh nghe được. Em à, tôi xin phép hai khách mời. À, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Cháu nó quyết tâm gọi là chú thì mình cũng không. À, tôi xin phải nói thật rằng là diễn viên hay ca sĩ, hay diễn viên hay ca sĩ thì đặc biệt là đạt đến sự thành công nhất định thì họ đều phải có những kỹ năng và có kinh nghiệm trên sân khấu và trước ống kính máy quay. Tuy nhiên kinh nghiệm, kỹ năng và kinh nghiệm đứng trước ống kính máy quay đấy chưa đủ, nó vẫn chỉ nằm ở vế thứ hai mà vừa tôi dẫn lời. Quan trọng nữa là vế đầu tiên, đó là gì? Chúng ta có cái để chúng ta làm. Ngoài cái kinh nghiệm trên sân khấu thì cần phải có những kỹ năng của người dẫn chương trình nữa. Đấy là theo kinh nghiệm của tôi, cần có kỹ năng của người dẫn chương trình. Và một trong những kỹ năng đó là những kỹ năng rất là khó tập, mà kỹ năng đó được phát triển dựa trên cái bản năng. Bản năng chính là năng khiếu. Đó là gì? Như tôi nói là truyền tải ngôn ngữ, tôi xin lỗi, truyền tải kiến thức thành ngôn ngữ. Có nhiều nhà khoa học rất là giỏi, có nhiều giáo sư, tiến sĩ rất là tài năng trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhưng lại rất khó nói ra những điều mà họ đã từng nghiên cứu. Thì bởi vì đó là họ không có cái năng khiếu, chứ không phải họ không có kiến thức. Kiến thức một trời một bể, không có năng khiếu. Thì ở đây cũng có nhiều người là gì? Là thấy mình có kinh nghiệm trên sân khấu thì nghĩ rằng làm được. Nhưng đôi khi nó không đơn giản như thế. Đồng thời, đấy cũng là bước thử sức. Đấy cũng là bước thử sức. Bởi biết đâu một lần thử sức họ lại thành công. Biết đâu 10 lần thử sức họ sẽ thành công. Và chính vì vậy có rất nhiều những ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn vẫn tiếp tục thử sức làm người dẫn chương trình. Điều đó em nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là tất cả những người làm truyền hình đều rất là khuyến khích. Đều rất là khuyến khích. Vâng, cho nên là các bạn hãy thử sức đi. Vâng, vậy thì theo như ý kiến của anh Sơn Bắc đó là chúng ta hãy có niềm đam mê và hãy luôn thử sức, đúng không ạ? Mọi cơ hội đang luôn rộng mở tất cả các bạn. Vâng, xin cảm ơn anh Sơn Bắc. Và ngay bây giờ thì sẽ có một câu hỏi của bạn Ngọc Đoàn dành cho nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Xin mời câu hỏi của bạn. Alo. Như nghệ sĩ Sơn Bắc nói thì cái chương trình này nó không dành cho cháu. Thì bây giờ có lẽ là em xin phép là cô với anh Quang Dũng là em. Thì kính thưa nghệ sĩ nhân dân Quang Dũng, Hồng Dũng, thì em đang xem rất nhiều chương trình cũng như nhiều bộ phim trên truyền hình do diễn viên Hoàng Dũng đóng vai, và em rất thích hình ảnh của diễn viên Hoàng Dũng. Ngoài ra theo em được biết thì nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng còn là giám khảo trong rất nhiều cái cuộc thi tìm người dẫn chương trình. Vậy thì theo nghệ sĩ Quang Dũng, đâu là cái yếu tố quan trọng nhất đối với người dẫn chương trình ạ? À, xin hết. Cảm ơn sự yêu mến của bạn và xin phép được trả lời câu bạn. Tiếp theo cái lời của anh Xuân Bắc thì tôi muốn nói là tôi cũng đã tham gia những cái chương trình, ví dụ nhất là chương trình của V6 hay là chương trình của HTV về MC, về người dẫn chương trình truyền hình. Thì thực sự là khi làm việc với các bạn trẻ, tôi chỉ muốn nói với các bạn trẻ một cái điều như thế này. Tức là trước hết, những người muốn làm MC phải là những người có cái máu như chúng tôi, tức là thích trình diễn trước đám đông đã. Đúng không ạ? Từ thích, thế rồi là ta tìm hiểu nó và ta có cái sự tự tin. Và thêm điều nữa, ta cũng phải rèn luyện một cái kỹ năng làm sao nói có một cái giọng nó tương đối truyền cảm, nó chuẩn, đúng không ạ? Và rèn luyện. Và tôi chỉ muốn nói thế này này, ta phải tìm hiểu tất cả những vấn đề mà ta nói. Ví dụ như là hôm nay tôi muốn nói về vấn đề này thì tôi cũng phải vào mạng tôi tìm hiểu, tôi xem cái vấn đề này nó như thế nào. Vâng, và để tôi nói. Và ta phải có một cái khả năng truyền đạt những cái suy nghĩ của ta đến với mọi người. Rồi ta phải có một cái khả năng truyền đạt tất cả những cái kiến thức của một cái người khác
viết những cái bài, những cái chương trình đó đến với mọi người, mà ta phải nắm được cái đó, ta phải nắm được cái đó. Và tôi lại nói với các bạn như thế này, với các bạn trẻ, một cái kỹ năng nói trước đám đông thì tôi luôn luôn dạy học trò của mình với, trong cái nghề diễn cũng như là training các bạn trong những cái cuộc làm MC, là cái ngôn ngữ không bao giờ được đi trước tư duy. Các bạn cứ để ý mà xem, bao giờ cũng thế, tư duy phải có trước, ngôn ngữ phải có sau, chứ không thôi khi ta nói trước mọi người, các bạn cứ để ý sẽ liên tục bị những cái chương trình, những có rất nhiều người là đấy, tất cả những cái đó tức là gì, ngôn ngữ nó đi trước tư duy, tức là chưa kịp nghĩ trong đầu nó sống. Thế cho nên muốn nói được, muốn trình thuyết trình một vấn đề gì được thì trước hết ta phải có kiến thức về cái đó, cộng thêm ta phải tìm hiểu thêm, có thể hỏi bạn hỏi bè, có thể vào mạng hỏi thầy hỏi cô, làm sao ta tự tin về cái điều mà ta sẽ nói với mọi người thì chắc chắn ta sẽ thành công. Tôi nghĩ thế. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ rất là thú vị từ nghệ sĩ Xuân Bắc cũng như là nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng đã chia sẻ cho các bạn về những cái kinh nghiệm để có thể trở thành một người dẫn chương trình truyền hình tốt. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của nhà báo Phạm Hồng Tuyến, cũng như cảm ơn chia sẻ của nghệ sĩ Xuân Bắc và nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng. Và cũng thay mặt ban tổ chức chương trình, chúng tôi cũng có những bó hoa tươi thắm muốn dành tặng đến các vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Xin được kính chúc các vị khách mời của chúng ta có sức khỏe và luôn có nhiều cống hiến hơn nữa cho các bạn khán giả trẻ truyền hình. Quý vị và các bạn, như quý vị cũng đã biết, trong những ngày vừa qua tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đang diễn ra liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32. Thành phố Vinh được đón 1.200 người làm truyền hình của 63 tỉnh thành trong cả nước với hàng trăm tác phẩm với tất cả các thể loại. Và để lựa chọn trong hàng trăm tác phẩm xuất sắc đó quả là một điều không dễ. Và chỉ trong tối mai thôi, chúng ta sẽ được biết tác giả nào, tác phẩm nào sẽ được vinh danh. Còn ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng xem lại không khí của những ngày vừa qua. Ngày hội của những người làm truyền hình cả nước đang diễn ra sôi nổi tại Nghệ An. Công tác chuẩn bị của ban tổ chức đã được tiến hành chu đáo từ những ngày trước. Không khí liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 vẫn đang từng ngày khẩn trương nghiêm túc và không kém phần náo nhiệt với đặc trưng của lĩnh vực truyền hình. Hơn 50 tình nguyện viên và tiểu ban thư ký giám khảo được tập huấn nghiêm túc, kỹ lưỡng và chuyên nghiệp. Nhịp nhàng khẩn trương của một đội hình chuyên nghiệp trong tất cả mọi nhiệm vụ. Cẩn thận chu đáo trong đón tiếp các đơn vị đại bản về tham dự liên hoan. Các hoạt động hội thảo, triển lãm ảnh không chỉ là dịp để những người trong ngành trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, mà còn là cơ hội cho những khán giả muốn tìm hiểu về những người làm truyền hình. Khách sạn Phương Đông cùng lễ hội, hai địa điểm chính của Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32, sẵn sàng cho công tác chấm điểm của ban giám khảo và trình chiếu các tác phẩm dự thi phục vụ khán giả. Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 đã đi được nửa chặng đường. Tất cả đã sẵn sàng cho sự thành công rực rỡ của ngày hội những người làm truyền hình cả nước trên quê hương Bác Hồ. Phóng sự ngắn vừa rồi đã giúp các bạn chúng ta có thể hình dung và hiểu rõ hơn về liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 32 đang diễn ra tại thành phố Vinh. Và tiếp tục trong đêm giao lưu ngày hôm nay, xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn, trên sân khấu của chúng ta lúc này đây là đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú Trần Hồng Cẩm, trưởng phòng phim tài liệu, trung tâm phim tài liệu và phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam. Và xin được giới thiệu với quý vị phóng viên Hương Giang đến từ Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Nghệ An. Trước hết xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian và quan tâm tới chương trình hôm nay cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho nghệ sĩ ưu tú Trần Hồng Cẩm ạ. Thưa nghệ sĩ, những tác phẩm nhập cuộc với cuộc sống với nhiều bộn bề gai góc, không chỉ ở mảng thời sự chính luận mà còn cả những thước phim tài liệu, thì đó phải chăng là điều mà khán giả mong đợi ở các kỳ liên hoan ạ? Thưa các bạn, thưa tất cả mọi khán giả đang xem truyền hình ở Nghệ An, tôi cũng rất như nhiều bạn đồng nghiệp của chúng tôi đã lên sân khấu trao đổi với các bạn
như anh Tiến, như là chị Tuyến, anh Xuân Bắc và anh Dũng, thì các bạn đã nghe rất nhiều những thông tin, những câu chuyện của chúng tôi rồi. Thế thì tôi là cái người mà làm phim tài liệu thì chắc chắn các bạn rất ít khi thấy, bởi vì chúng tôi nó như là những người chiếu đèn trên sân khấu, không ai nhìn thấy chúng tôi cả. Nhưng chúng tôi lại làm cái việc mà của những người mà cần nghiên cứu khoa học, cần nghiên cứu lịch sử, và chuyên đối tượng cho những người có trình độ chuyên môn nhất định, và cho không kể cả lứa tuổi nào cả, không phải là những nhà khoa học cao, mà có kể cả những người nông dân, để hiểu những câu chuyện sâu hơn về những câu chuyện lịch sử, những câu chuyện hàng ngày xảy ra trên đất nước, và những chuyện đã qua đi và những bí mật thăng trầm của lịch sử, và rất nhiều chuyện nữa, nó như là kênh Khám Phá Discovery trên truyền hình mà các bạn đã xem. Vâng, có thể thấy được rằng ngoài những cái nội dung phản ánh chân thực thì cách thể hiện cũng luôn đòi hỏi cao của người làm truyền hình, đúng không ạ? Vậy thưa anh, là người ủng hộ những cách sáng tạo mới của các bạn trẻ thì điều đó được thể hiện như thế nào trong các kỳ liên hoan và quá trình đào tạo diễn viên và quá trình đào tạo đạo diễn trẻ ạ? Chúng tôi làm phim tài liệu là những người đã trải qua, có vốn sống nhất định và có phải có phong văn hóa rất tốt. Bởi vì nếu không có điều đó, biết 10 thì được nói 1, mà nếu biết 1 nói 10 thì cực kỳ nguy hiểm. Do đó là khi bất cứ một chương trình nào đối mặt với lại một chương trình từ khó khăn đến đơn giản nhất, thì chúng tôi luôn luôn ý thức rằng có hàng triệu triệu khán giả đang theo dõi mình. Mặc dù chúng tôi không xuất hiện trên truyền hình, nhưng những thước phim của chúng tôi nó thay mặt chúng tôi để nói lên tất cả những cái tình cảm, tâm tư, trách nhiệm của chúng tôi với Tổ quốc, nhất là trách nhiệm công dân của một nhà báo đối với đất nước đang rất nhiều những việc ngổn ngang như một đại công trường thế này. Thế thì tôi muốn nói thêm với các bạn như thế này, đây là quê hương Bác Hồ. Tôi là người làm phim tài liệu của Bác Hồ có lẽ là nhiều nhất ở truyền hình Việt Nam. Và tôi đã về đây để làm phim Bác ở Nghệ An, nhưng mà có may mắn hơn được đi sang Pháp để làm chùm phim về Hồ Chí Minh với nước Pháp, Hồ Chí Minh với những con người, bí mật của lịch sử mà đã lên sóng, mà những phim tài liệu đã mãi mãi đi vào lịch sử của đất nước. Hoặc là vừa rồi một chùm phim về Hồ Chí Minh ở nước Nga. Và may mắn nữa thì tôi làm cả ở Nhật Bản, thì có một câu chuyện nó như thế này các bạn ạ. Tôi đến một cái chùa gọi là chùa Thanh Thủy ở vùng rất là xa xôi của Nhật Bản, tức là vùng Kyoto. Tức là chùa Thanh Thủy là cái chùa rất linh thiêng của người Nhật. Mà nếu đến đấy có 3 dòng nước, một dòng Phúc Lộc Thọ, nếu mà ai được uống dòng nước ấy thì sẽ rất là may mắn. Thì cũng những người làm nghề khác sau khi làm xong chương trình của mình thì tự thưởng cho mình một chút du ngoạn để hưởng một chút hạnh phúc sau những ngày nhọc nhằn để khi hoàn thành nhiệm vụ. Thì vào chùa thì gặp một nhà sư. Nhà sư bảo anh là người Việt Nam, bảo đúng, ở đây có một bài thơ khóc Hồ Chí Minh hay lắm, anh có biết không? Tôi bảo tôi không biết, vì tôi chỉ có nghe thấy mà cũng không đầy đủ, mà tôi chưa nhìn thấy. Thế thì sư cụ dẫn tôi xuống và bảo này, đây là bài thơ khóc Hồ Chí Minh khi Hồ Chí Minh mất năm 1969. Thì tôi rất là bất ngờ. Thế thì tôi mới thấy rằng là một người đi tu hành không hề biết Hồ Chí Minh, không hề biết Việt Nam, nhưng khóc Hồ Chí Minh như thế này các bạn ạ. Cứu quốc chân nhân thăng mích không, mê đồ dân chúng khốc bi chung, cổ kim hy kiến lão anh kiệt, nhất diệp phong phiêu sắc thu mông. Có nghĩa là người hiền tài cứu nước hôm nay lên trời xanh, khắp khắp nơi nơi nhân dân khóc lệ nhòa. Xưa nay người già mà tài giỏi này vô cùng hiếm, tiếc thay một chiếc lá vàng cả mùa thu rơi, cả mùa thu thêm ảm đạm. Khóc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại trưởng lão chùa Thanh Thủy. Thì bức thư ấy về Paris và thất lạc năm 1972, và sau đó có gửi về đất nước mình nhưng bảo tàng cũng để quên mất ở đâu ấy. Thì từ một câu chuyện đó tôi về tôi làm phim, tôi chỉ tìm tất cả những vần thơ đã nhớ Bác, và tôi nhớ là phát sóng vào cái dịp ngày Bác mất ấy, thì cùng với những tất cả những vần thơ nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh trên khắp thế giới này, thì bài thơ nó như thêm một giọt nước nhỏ tràn đi về tình cảm của mọi người, nhân dân cả thế giới này, nhất là đối với nhân cách của một con người cách mạng như Hồ Chí Minh. Bởi vì người tu hành còn màng đến cái gì nữa mà khóc Chủ tịch của chúng ta như thế. Đó là những câu chuyện trên đường đời trong nghề mà tiện đây tôi nói chuyện với các bạn, vì các bạn là quê hương của Hồ Chí Minh. Và các bạn đang đứng trên một nền tảng, một quê hương có truyền thống rất hiếu học. Các bạn đang có trong tay đầy đủ công nghệ và vũ khí quan trọng của những người để tiến vào lịch sử đất nước. Để muốn điều thành công chính là học. Như anh Tiến nói, kiến trí thức,
như anh Cung Mắc, anh Dũng, như chị Tuyến nói, không bao giờ có sự thành công đối với người hời hợt, và cũng không bao giờ con đường thành công nó đây đến rất là nhạt nhẽo và nó ở những người hời hợt với công việc của mình. Do đó là làm bất cứ nghề gì, tạo ra ấn tượng hay hình ảnh của mình như anh Dũng, anh Bắc, như anh Tiến, đó chính là tạo ra thương hiệu của mình bằng chính sự lao động nghiêm túc của mình trên giảng đường được khi là phong hòa giáo sư. Đó là quá trình trả giá cho một cuộc lao động rất vất vả. Cả gia đình tôi làm giáo viên, tôi làm phóng viên, tôi ở trong môi trường văn hóa tôi rất thuận lợi về việc nghiên cứu văn hóa xã hội lịch sử, cho nên tôi làm nghề này tôi rất hạnh phúc. Bởi vì có khi viết những bài báo, những câu chuyện nói về một nhà máy, một công trình khoa học, người ta hỏi rằng là tôi có học ngành cơ khí không, học ngành y tế không, tôi bảo không, tôi học được chính từ các anh. Khi mỗi khi tôi làm một công trình, đó là khu huyện rất nhỏ của chúng tôi trên quãng đường hoạt động. À, vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn. Và câu hỏi tiếp theo Thu Hằng xin được dành cho chị phóng viên Hương Giang ạ. Chị có thể chia sẻ với tất cả các bạn khán giả trẻ là cái tâm huyết, hy vọng của chị khi thực hiện tác phẩm tham gia cuộc thi lớn như Liên hoan Truyền hình toàn quốc là như thế nào ạ? Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của chị thì tôi cũng xin được nói như thế này. Là một phóng viên đang hoạt động tại Đài Phát thanh Truyền Nghệ An thì tôi cũng như là những cái đồng nghiệp của mình cảm thấy rất là vinh dự khi mà là đơn vị đăng cai tổ chức Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 32. Nhưng đây cũng là một cái áp lực cho những cái người làm chương trình như chúng tôi. Chúng tôi vẫn thường nói với nhau rằng là tác phẩm là đứa con tinh thần của mình, thì nó cũng như là con đẻ của mình. Khi mà mình mang nặng đẻ đau thì cái tác phẩm của chúng tôi thì chúng tôi cũng có những cái thai nghén, cho nên là chúng tôi rất là tâm huyết từ khi làm đề cương kịch bản đến các cái khâu triển khai đến cả hậu kỳ. Chỉ ngày mai thôi thì chúng ta sẽ biết rằng tác phẩm nào sẽ được vinh danh, và Thu Hằng cũng như các bạn khán giả trẻ cũng mong rằng, cũng chúc cho chị Hương Giang ngày mai sẽ được đứng trên bục vinh danh với tác phẩm tâm huyết của mình ạ. Một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của chị. Và trên tay Thu Hằng lúc này đây cũng đã có danh sách khá nhiều câu hỏi của các bạn khán giả sinh viên muốn gửi tới các vị khách mời của chúng ta. Và ngay sau đây thì xin mời câu hỏi của bạn Mạnh Cường ạ. Dạ, cháu xin kính chào nghệ sĩ ưu tú Trần Hồng Cẩm ạ. Và cháu được biết đến bác trong vai trò là một đạo diễn của rất nhiều những bộ phim tài liệu ạ. Và đến với buổi giao lưu này, cháu có một câu hỏi dành cho bác, đó là truyền hình thì rất sợ sự lối mòn và sự già nua, đặc biệt là truyền hình dành cho giới trẻ ạ. Vậy với những người làm truyền hình kỳ cựu như bác thì đó có phải là một trở ngại không ạ? Mình rất là cảm ơn bạn có câu hỏi rất là hay. Không có chương trình già lua, chỉ có chương trình không hay thôi. Đó là trách nhiệm của người làm nghề. Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì trong phòng mình, đạo diễn trẻ vừa ra trường làm phim tài liệu rất đông, mà không phải là các bạn con trai đâu, các bạn con gái. Và không phải là có phim gì là phim tài liệu, cũng là những phim lịch sử khô cứng nhắc. Mà ngay hôm qua đây, mình xem của Đài Truyền hình Nghệ An, phim tài liệu rất hay, phim tài liệu về người đi đặt tên cho cá. Có lẽ là cái trách nhiệm của người nhà báo ấy là làm sao để cho mọi người tiếp nhận được thông tin và đem đến cho mọi đối tượng khán giả. Còn tất nhiên là mỗi một chương trình có đặc thù, có chuyên đối tượng riêng. Nhưng mà với chúng tôi, những người làm báo, nhất là ở VTV, thì chỉ có một câu trả lời chung là như thế này này. Trách nhiệm của người làm báo luôn luôn làm mới mình, luôn luôn kéo khán giả đến với truyền hình và luôn luôn hướng dẫn dư luận. Và muốn làm được điều đó thì luôn luôn phải trang bị kiến thức, học tập và đào tạo, và luôn luôn học thêm, học mãi. Và cho đến giờ này tôi vẫn đi học, học các khóa đào tạo của nước ngoài, bởi vì kiến thức nó vô biên và không bao giờ thiếu cả. Các bạn muốn thành công trong cuộc sống, hãy làm chứ đừng có nghe không, bởi vì học mà không hành không bao giờ đến đâu cả. Và chương trình chúng tôi luôn luôn trẻ với tất cả các bạn khán giả. Vâng, hãy làm chứ đừng có nghe không. Một cái chia sẻ, một cái kinh nghiệm rất là quý từ đạo diễn Trần Hồng Cẩm ạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn, cũng như xin cảm ơn chị Hương Giang đã đến tham dự với đêm giao lưu của chúng tôi ngày hôm nay. Và thay mặt ban tổ chức chương trình cũng xin được dành những bó hoa tươi thắm cũng như những lời chúc tốt đẹp nhất tới đạo diễn Trần Hồng Cẩm và phóng viên Hương Giang.
vang bao tiếng ca truyền đi trong màn đêm, một bùng lửa căm hờn hòa với tiếng hát bừng lên, ta đi khơi sáng thêm ngọn đuốc thiêng từ bao đời, lời ca bốc đấu tranh sang lên người người. Tiếng hát những đêm không ngủ do các bạn sinh viên đến từ trường Đại học Vinh thể hiện đã khép lại đêm giao lưu khán giả trẻ với những người làm truyền hình trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng chương trình sẽ là chiếc cầu nối để lấy tiếng nói giữa người làm truyền hình và khán giả trẻ, tìm được sự đồng vọng để truyền hình gần hơn với các bạn khán giả, cũng như lắng nghe, thấu hiểu những mong muốn của tất cả các bạn. Và xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị. Cảm ơn quý vị đại biểu, các nhà báo, các nghệ sĩ, các bạn trẻ đã tham gia với chương trình hôm nay. Xin được cảm ơn các nhà tài trợ, công viên ánh sáng Viên Nữ và Quý Điểm Live đã tài trợ âm thanh ánh sáng cho chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.